Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Hùng Huyền Đông Anh. Sau một thời gian dài vắng bóng, cặp loa Pioneer 63DX lại tiếp tục có mặt tại Hùng Huyền Đông Anh. Đây là một cặp loa cổ được anh em chơi nhạc tìm mua rất nhiều, bởi cặp loa này có hình thức rất đẹp, chất âm hay và dễ ghép âm ly. Loa này có 4 đường tiếng, gồm một bát 40, hai trung, hai chép và một tép kèn. Đây là cặp loa Pioneer SX CS63DX. Loa có công suất 80W, trở kháng 8 ohm. Cặp loa này đẹp xuất sắc. Tất cả mọi chi tiết trên cặp loa này đều là nguyên bản. Quý vị có nhu cầu tìm mua cặp loa cổ Pioneer CS63DX, xin mời đến Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ Góc Ngã Tư, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477. Hùng Huyền Đông Anh rất hân hạnh được đón tiếp quý vị và các bạn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn thưởng thức chất âm tuyệt vời của cặp loa Pioneer 63DX. Tôi đang ghép cặp loa Pioneer 63DX với chiếc âm ly Pioneer 1010. Cặp loa Pioneer 63DX đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 18 triệu. Và chiếc âm ly Pioneer 1010 đang được bán với giá là 17 triệu đồng. Xin mời quý vị và các bạn đến trực tiếp tại cửa hàng để chiêm ngưỡng và thưởng thức chất âm của cặp loa cũng như chiếc âm ly. Hãy subscribe.